với mình tuyệt đối ủng hộ cho đội Pháp. Với trận chung kết sắp tới, tôi yêu mến đội Bồ Đào Nha và tôi sẽ ủng hộ cho đội Bồ Đào Nha. Trận chung kết diễn ra trên sân nhà và đó là cái ưu thế rất lớn cho đội tuyển Pháp. Với tinh thần sung mãn, thể lực sung mãn cùng với một vị huấn luyện viên tài năng và sở hữu một dàn cầu thủ mà phải nói rằng bây giờ khó có thể đối thủ nào có thể địch nổi. Cứ 16 năm và thi đấu trên sân nhà là Pháp lại vô địch, và mình nghĩ là sau từ năm 2000 đến năm 2016 lại 16 năm cũng lại thi đấu trên sân nhà, chắc chắn Pháp sẽ vô địch. Và trong đội tuyển mà bầu thì đấy, như tôi đã nói, như CR7 rồi Sanchez và rất nhiều cầu thủ khác nữa. Và tôi tin rằng cái trận chung kết này toàn bộ 11 cầu thủ của Bồ Đào Nha sẽ thăng hoa. 2-0. Và anh Bình Minh, em đang sẵn sàng quyết chiến danh, không còn anh em đồng nghiệp gì nữa hết nhé. Tỷ số cuối cùng sẽ là 2-1. Rồi bạn hãy chờ xem nha.